Trọng Phúc xin hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình Việt New in Arizona, một chương trình với nhiều thông tin thiết thực dành cho mọi nhà. Kính thưa quý vị, tình hình Costco hôm nay có gì lạ sau những chuyển biến về đại dịch coronavirus hay còn gọi là COVID-19? Sau tình hình nhiều nơi bị người dân, đặc biệt là Á Châu, thu gom nhiều thực phẩm hay đồ dùng như gạo, mì gói, nước, giấy vệ sinh, làm cho nhiều tiệm bán sỉ tại nước Mỹ như Costco bị thiếu hụt hàng. Tuy nhiên, hôm nay, ngày 4 tháng 3, thì Trọng Phúc ghé đến ở Costco Business Center lúc 9 giờ sáng để xem tình hình như thế nào. Và thưa quý vị thấy đó, sân đậu xe cũng đông, tuy nhiên số người thì không thay đổi như mọi khi. Và nhiều mặt hàng, đặc biệt là giá gạo cũng vẫn rất là rẻ, với 50 pound gạo thơm cho 24.99 đồng, giấy vệ sinh, nước. Ngoài ra, đợt này thì Costco Business Center còn có đợt khuyến mãi với nhiều mặt hàng giảm giá cho khách hàng cho đến ngày 28 tháng 3. Và như quý vị được thấy những hình ảnh mà trong cái video này sẽ gửi đến cho quý vị về những cái hình ảnh của cái Costco đang chuyển biến như thế nào tại đây. Và để liên lạc đến với Costco Business Center, giờ mở cửa từ Monday to Friday, nghĩa là từ thứ hai tới thứ sáu, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và thứ bảy từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Riêng Chủ nhật thì Costco Business Center đóng cửa. Và Costco Business Center tọa lạc tại 3801 North 33 Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Thưa quý vị, trong đợt dịch COVID-19 đang làm hoang mang trong dư luận, dù nước Mỹ đã có 6 trường hợp bị tử vong, nhưng so với các loại dịch hay là bệnh khác thì số lượng vẫn chưa cao. Chúng ta cần tỉnh táo, đề phòng bằng cách rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, giữ ẩm và giữ ấm, đặc biệt là sống vui, sống khỏe, sống lạc quan. Vấn đề thực phẩm thì không nên tích trữ nhiều. Nước Mỹ luôn có lượng thực phẩm dự phòng khi có những thiên tai xảy ra và có thể nuôi dân của họ trong một thời gian dài. Cho nên tích trữ vừa không có lợi, thứ nhất là gây mọt, mốc và náo loạn không cần thiết. Ngoài ra, những người đang cần dùng trong hàng ngày thì lại không có để sử dụng. Nếu cần dự trữ thì quý vị có thể mua một bao gạo, vài két nước, một bịch giấy vệ sinh, vân vân, tùy theo số lượng người trong nhà của mình. Hãy sống vui, sống khỏe và hãy sống lạc quan, vì quý vị đang sống trên một đất nước có sự bảo vệ tốt nhất cho người dân của mình. Chúc quý vị có một ngày thật vui bên người thân và gia đình. Hy vọng dịch COVID-19 sẽ bị diệt sớm. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Và đừng quên bấm subscribe để theo dõi những thông tin nhanh nhất.